đi nước ngoài. Ai à, tôi cảm thấy tôi hên quá, tôi cảm thấy tôi hên quá. 3 mùa trước tôi vô địch mà tôi Chỉ đi nước vì ngoài, vạ miệng trong lúc còn mấy livestream về kia vấn tôi đề đâu dịch mà tôi đi nước COVID-19, ngoài. Ê, nam game thấy thủ hên quá, Zeros đã phải nhận về vô số chỉ trích của cộng đồng mạng. thấy Cụ hên thể, quá, trong một buổi livestream trên mạng xã thấy hội thấy vào thấy tối hên 6 tháng 4 năm 2021, quá, game thấy thủ thấy hên Zeros, quá, tên thật là Phạm Minh Lộc, đã chia sẻ quá rằng trời. anh mong cho dịch Bây bệnh giờ căng mà thẳng hên hơn quá để đội sao Việt giờ, Nam ok không ok được dự sao giờ Mid-Season hết căng rồi, Invitational ok MSI mày cho năm lại em 2021. nghe tao. Phát ngôn này được cho là thiếu suy nghĩ và không thể chấp nhận được trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngay lập tức, ban tổ chức giải vô địch Liên minh Huyền thoại Việt Nam, Việt Nam Championship Series đã đưa ra thông báo cấm thi đấu vĩnh viễn đối với tuyển thủ này. Zeros là tuyển thủ bộ môn Liên minh Huyền thoại đang thi đấu ở vị trí đường trên của đội tuyển SBTC Esports. Anh được đánh giá là một trong những game thủ giỏi thuộc top đầu tại Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Minh Lộc từng khoác áo các đội mạnh của Liên minh Huyền thoại Việt Nam như Game Esports, Phong Vũ Buffalo, EVOS Esports và giành 3 chức vô địch quốc nội. Anh từng tham gia đầy đủ 2 giải đấu lớn nhất của Liên minh Huyền thoại thế giới là MSI và Chung kết thế giới. Bên cạnh đó, Zeros cũng nhận về không ít án phạt từ ban tổ chức giải vô địch Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Tuy nhiên, sau lần vạ miệng này thì anh gần như không còn cơ hội để dính thêm án phạt nào nữa.